và nó tiếp tục hành trình tìm chân lý sống. Nhưng chưa thấy chân lý sống đâu, nó đã phải quay lại đối mặt với một con bọ ngựa phong lan. Hai bên nhìn nhau như đã hiểu ra rằng chúng sẽ là của nhau mãi mãi. Và một viễn cảnh trong mơ sắp sửa được diễn ra. Đưa tay đây nào. Ủa ta! Bọ ngựa con đã ra đi mãi mãi. Hết phim. Chuẩn bị lên hình em nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Nâu Giới Hạn. Cuộc đời vật vã và đầy nghiệt ngã đúng không các bạn? Chúng ta lại tìm đến nhau, chẳng phải là vì đồng tiền, cũng chẳng phải vì tình yêu hay là tình giờ, mà cơ bản chúng ta đến với nhau vì yêu thương động vật, yêu những điều kỳ thú mà thiên nhiên tạo ra. Với sự đam mê đến nhăn cơ chán, mỏi cơ tay mà chai cơ đít, chúng mình đã tạo ra những video về động vật không giống ai, nhưng rất may mắn đã được các bạn ủng hộ hết sức nhiệt tình. Xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua. Ekip Không Giới Hạn xin hứa là sẽ nỗ lực hơn trong thời gian sắp tới. Mong rằng các bạn sẽ đồng hành cùng Không Giới Hạn. Còn đây, các bạn đang nhìn thấy một con bọ không giống ngựa, và ngựa cũng không giống nó. Mà thế quái nào nó vẫn được gọi là bọ ngựa? Kỳ lạ thật. Bọ ngựa đang bảo trì làm sắc bộ vũ khí của mình cho những trận chiến vô cùng hoành tá tràng ngày hôm nay. Và bây giờ, nếu mong các bạn đã đặt đúng chỗ, mắt đã tập trung nhìn màn hình, tai đã được ngoái kỹ, thì chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay ngay thôi. Nui. Chim ruồi vẫn đang hăng hái miệt mài kiếm từng giọt mật thơm giúp ích cho đời. Bọ ngựa nhẫn nại chờ đợi cơ hội hành động. Ồ không, chim ruồi quá mải mê hút mật mà tiến ngay sát tới bọ ngựa. U tá! Chim ruồi giãy đành đạch vài cái và chết, không cần nhúng nước sôi để vặt lông. Bọ ngựa thịt luôn con chim ruồi cho nó tươi. Trong tự nhiên, không ít chim ruồi ngẩn ngơ, ngơ ngác như vậy làm miếng mồi ngon cho bọ ngựa. Nói thế chứ bọ ngựa đôi lúc cũng nghịch khá ngu. Như trong trường hợp này, bọ ngựa định bắt bọ cánh cứng thả bom, một loài có thể phun chất hóa học nóng cực độc ở tốc độ cao. Ú tá! Đau! Ây da! Ra thê! Ây! Ngay lập tức, bọ ngựa đã bị lãnh hậu quả. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại cảnh quay chậm. Ngay khi vừa bị tóm, bọ cánh cứng ngay lập tức tạo ra tiếng nổ hóa học, khiến bọ ngựa đau rát mà bỏ ngay ra. Tưởng chừng cái sự ngu của bọ ngựa đã kết thúc, nhưng bọ ngựa vẫn ngoan cố bắt con bọ cánh cứng kia một lần nữa. Đúng lúc định cắn bọ thì nó lại cho nổ một phát, bọ ngựa đau tê tái mà phải bỏ cuộc. Bọ ngu thế là cùng. Chúng ta hãy cùng nhau tới châu Phi để xem một em bọ ngựa bắt chuột. À, chuột đâu? À, và chuột đây. Nó đang đi kiếm ăn. Bọ ngựa đưa mắt nhìn theo chuột. Chuột hồn nhiên, tự tin đi qua đi lại xung quanh và đứng trên khúc gỗ. Bọ ngựa tiến sát tới chờ cơ hội. Ôi thời sao? Chuột ngu rồi. Đâm đầu đến trước mặt bọ ngựa. Ú tá! Chuột dễ thương đã bị bọ ngựa hóa kiếp. Nó bình tĩnh nhấm nháp từng bộ phận một của chuột. Cũng tại vùng đất khô cằn này, tồn tại một loài động vật với có móng vuốt sắc nhọn, nhanh nhẹn, da dày và cơ thể to gấp nhiều lần bọ ngựa. Đó là thằn lằn. Đây thực sự là đối thủ quá vượt trội so với bọ ngựa. Ngay lập tức, bọ ngựa chưa kịp đàm phán hay múa võ dương oai thì nó đã nằm gọn trong mồm thằn lằn. Và sau vài giây, bọ ngựa đã yên vị trong bụng. Ngay bây giờ, xin mời các bạn đến với cuộc chiến không bao giờ cân sức giữa cờ hó và bọ ngựa. Chó trong trang phục màu trắng, còn bọ ngựa trong trang phục màu xanh lá. Bọ ngựa rất ngầu lòi bám theo từng bước chân của chó. Chó liên tục phải nhấc chân né bọ ngựa ra. Vâng, và một pha dí mũi hơi lố của chó. Ngay lập tức bọ ngựa đã vả cho chó một cái. Chó ngơ ngác mất 3 giây và quay trở lại trận đấu. Chó vẫn chưa học được gì sau cú vả đầu tiên và chó lại bị bọ ngựa vả cho phát nữa. Bọ ngựa vô cùng lạnh lùng, bình tĩnh, không chủ quan trước một đối thủ to lớn. Sau 2 pha tấn công được chó, bọ ngựa tự tin vẫy tay khiêu khích chó. Mày ngon thì nhào vô đi mày. Có vẻ như chó vẫn rất dè chừng và không dám tấn công bọ ngựa. Nhưng dưới sức la ó quá lớn của khán giả thì chó quyết tâm lao vào bọ ngựa rồi. Và có thể võ là cuồng cẩu quyền nhảy lên mê. Nhưng không, úi chặt cha. Chó lại bị bọ ngựa vả thêm cho phát nữa. Vâng, tiếng chuông kết thúc trận đấu đã vang lên. Và bọ ngựa đã giành chiến thắng trong trận đấu này.
Và tôi cũng quá là mệt rồi. Xin phép các bạn cho phép tôi nghỉ trong 3 giây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi tường thuật trực tiếp đến từ channel Không Limit để tìm hiểu về cuộc sống vô cùng là thú vị của loài bọ ngựa. Chúng ta sẽ đến với những câu chuyện tiếp theo. Cách đây vài phút thì chúng ta đã nhìn thấy một trận thư hùng giữa chó và bọ ngựa. Tuy có thể giành chiến thắng trước chó, nhưng khi bọ ngựa đối đầu với những động vật bé nhỏ và đông đảo như kiến, thì bọ ngựa chưa chắc đã có thể giành chiến thắng. Ở đây, trước mắt các bạn đang là một đàn kiến đang đi kiếm ăn, thì bị một con bọ ngựa chắn đường không cho đi. Kiến cày, thế là gọi tất cả anh em tới xử bọ ngựa. Con cắn đầu, con cắn chân, con cắn cánh, có con cắn cả cái khúc ở giữa hai chân. Nhưng các bạn yên tâm, ở khúc giữa hai chân này không có gì, chứ không như cấu tạo cơ thể chúng ta. Kiến càng ngày càng đến đông, bọ ngựa không thể nào kháng cự thoát ra được. Hàng trăm nhát cắn liên tục đến từ kiến, và cuối cùng, bọ ngựa phải nằm xuống tắc thở mà chết. Hàng trăm con kiến đến phanh thây bọ ngựa chỉ trong vài giờ. Gần đó lại là một con thằn lằn và nó cũng không hề biết rằng một con bọ ngựa đang để ý tới nó. Bọ ngựa tiến đến chỗ con thằn lằn, hai bên nhìn nhau đến đám cả đuối để thăm dò đối thủ. Thằn lằn định lè lưỡi túm đầu, nhưng không ngờ ngay lập tức đã bị bọ ngựa khóa mõm lại, không thể nào mà ngậm mồm lại được. Trong những video lần trước về bọ ngựa thì mình biết là có những bạn khán giả không tin là bọ ngựa có thể làm thịt được thằn lằn. Thì đây, tất cả những gì các bạn đang nhìn thấy nó là sự thật đấy. Bọ ngựa đang tiến hành cắn rách mồm con thằn lằn. Thằn lằn quá đau đớn, dùng hết sức hất bọ ngựa ra. Bọ ngựa quyết không từ bỏ con mồi của mình, quay trở lại tiếp cận thằn lằn. Có vẻ như phát cắn đầu tiên của bọ ngựa đã ảnh hưởng đến dây thần kinh của thằn lằn, khiến cho nó bị ngu đi trông thấy, đứng yên cho bọ ngựa vả và ăn dần cơ thể của mình. Chưa đầy 30 phút sau, bọ ngựa đã ăn hết một phần cổ và mặt con thằn lằn. Kinh khủng chưa? Đây là một em bọ ngựa chưa đến tuổi dậy thì đang đi lang thang trong rừng và nó đang đối mặt với những kẻ săn mồi đang theo dõi nó. Một con nhện với cái bụng đói đang đuổi theo nó. Bọ ngựa sợ hãi, thỉnh thoảng phải quay đầu lại xem con nhện đâu. Vì còn nhỏ nên nó chưa mọc cánh để có thể bay, nhưng may mắn cho nó là chân trước của nó khá khỏe, giúp nó bám chắc, đưa thân mình qua những chiếc lá đối diện. Con nhện vẫn đang đuổi theo. Oh man, chiếc lá này hơi xa, con bọ ngựa sẽ làm gì đây? Tuyệt vời, bọ ngựa đã nhảy qua được. Nhện cũng nhảy qua và bám sát tới bọ ngựa, dường như bọ ngựa khó có thể chạy thoát. Vì không thuộc môn võ gia truyền của dòng họ là đường lang quyền, nên bọ ngựa đã quyết định đứng lại và múa thái cực quyền cho nhện xem, mong nó sợ hãi mà bỏ đi. Mặc dù tim đập chân run, nhưng bọ ngựa vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để đi quyền cho chuẩn, đồng thời mồm lẩm bẩm: Con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật, con xin lại chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Nhện ơi, cháu có quen cô đâu, cô đi ra đi. Và thật may, nhện đã bỏ đi thật mà quên không trả tiền xem quyền. Bọ ngựa, tạ ơn trời Phật đã phù hộ cho con. Và nó tiếp tục hành trình tìm chân lý sống. Nhưng chưa thấy chân lý sống đâu, nó đã phải quay lại đối mặt với một con bọ ngựa phong lan. Hai bên nhìn nhau như đã hiểu ra rằng chúng sẽ là của nhau mãi mãi. Và một viễn cảnh trong mơ sắp sửa được diễn ra. Đưa tay đây nào. Ủa ta! Bọ ngựa con đã ra đi mãi mãi. Hết phim. Cuộc đời của diễn viên chính kết thúc cũng là lúc mà chương trình của chúng ta phải tạm dừng.